đi ăn nguyễn chuột gà quan vịt quan chuột đấy coi như là nếu giờ đã sang cái mở nó không khai không không cái này mới chơi được mà. Đấy, con chim để dạo dắt cuối cùng ấy. Ông nào? Cái này con đá, cái này con được à? Thế nên nuôi một đôi này xong rồi nó có thể học. Con đĩa. Đĩa, đĩa, đĩa sai lắm. Không muốn là gì? Nó hiền sống mà. Thôi được rồi. Thử mà cuộc chơi tí nữa là hai con 800 nữa. Không có. 900. 900 số 9 đi. Xong rồi, thiện trí đấy. Thiện chí đấy mày thả bỏ bom đâu. Chưa rồi bán đi này. Bán luôn nha, phải đâu. Có mua để chơi bán ngón tay này giờ cho bé lại. Chính trọng là cái máu đấy, cái máu chơi phải cái máu chơi với mua. Luôn là không thì cầm về thôi. Không được đấy. Thế là nhờ, bây giờ nói thật nhá. Tháng nó ăn một lần. Một lần, tháng nó ăn một lần. Nhưng lần nên nó ỉa đái đái cái này không? Không, con nào nó chạy hết, nó ăn nó phải ỉa đâu được. Nhưng mà nó có thối bột này không? Không. Trên tầng 3, để trên tầng 3 mà sạch lắm. Không có cái khay này này. Rồi. Nó ỉa sạch nó tí thôi, thì một tháng ăn một lần thì nhiều rồi. Ngày nào nó ăn đúng rồi, ăn như gà, chó gà. Thôi được rồi, một câu nhá, nhanh nhá, chỉ 9 rưỡi, còn đúng 9 rưỡi bán này. Mua nhanh lắm, mới cả đôi. Không mua một con một được chưa? Bán với nhau này, cho túi, cho cái túi cho vào. Can nào, cái này là can nào? Can. Thật là mua nhanh. Mua nhanh. Mua thật là số 95 thì nó làm ăn nó có lộc lạc rồi. Rồi đôi này kiểu không ăn được. Thầy chơi không nhớ không quên đấy. Cô đặt người đặt người đặt. Bà em bắt nhá. Chứ không. Một đôi. Bây giờ là bây giờ về là cho nó. Cứ cho ra lồng. Cho ra lồng. Lồng này lồng này. Thịt cứ thịt tươi. Để tên mà không mua con thịt cút. Con này nó cút. Con cút thì ăn đi. À. Đấy là con vất đấy nhá. Đến là nó làm nó ăn này. Còn trứng cũng được à? Trứng nó ăn không? À. Con rồi thì bán nó như em lấy rồi. Cái này là dòng kia. Cái này nào trời. Rồi rồi rồi. Chuột con chim con. Sao lại to hả? Thế lại con gà. Nếu khoảng tầm 50 cân con gà. Cái to lắm hả? Ui thế là. Con này là con này.